Kính thưa quý vị, trong bối cảnh an ninh kinh tế, chính trị thế giới ngày càng phức tạp, sự trỗi dậy của các cường quốc mới cả về kinh tế lẫn quân sự như Trung Quốc cùng với tham vọng bá chủ của mình đã tạo nên những căng thẳng trên toàn cầu. Với sự xoay trục của Mỹ sang châu Á-Thái Bình Dương, kéo theo sự tham gia ngày càng sâu vào các vấn đề trong khu vực của các cường quốc khác trên thế giới, đặc biệt là Biển Đông, nơi có vai trò quan trọng trong con đường huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam, với vị trí địa chính trị chiến lược tại Biển Đông, không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào các liên minh kinh tế và quân sự và đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong các liên minh này. Nếu một quốc gia hay một tổ chức nào muốn tạo thành một liên kết vững chắc trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tiên được nhắm tới. Các cường quốc Mỹ, Trung, Nga đều muốn kéo Việt Nam về phía họ với nhiều mục đích kinh tế, địa chính trị khác nhau. Và lần này, 27 nước EU cũng không nằm trong ngoại lệ. Vậy nên mới đây, vào ngày 30 tháng 7, trên báo truyền thông của Việt Nam đã đưa tin rằng Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell Fontaine, bày tỏ mong muốn chuyến thăm của ông đến Việt Nam lần này sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ giữa EU và Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Vậy điều gì mà khiến Liên minh châu Âu lại muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam của chúng ta? Và nếu việc này thành hiện thực thì sẽ mang lại lợi ích gì cho họ? Và trong mối quan hệ này, Việt Nam chúng ta cần lưu ý những điều gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Vào ngày 30 tháng 7, trên trang báo Tiền Phong của Việt Nam đưa tin, ông Borrell Fontaine thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại cuộc họp báo chung, trưa ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trong cuộc hội đàm, ông đã cảm ơn đại diện cấp cao thay mặt EU đến dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có chuyến thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của EU đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Việt Nam. Ông và đại diện cấp cao EU hài lòng trước những bước phát triển rất tích cực giữa Việt Nam và EU trên các lĩnh vực. Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, giúp tăng cường tin cậy chính trị và đồng thời mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá rất cao sự hỗ trợ của EU trong cộng đồng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Ông đề nghị EU tiếp tục duy trì hợp tác ODA cho Việt Nam qua các kênh song phương và đa phương và các chương trình hợp tác của EU với khu vực, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, như tăng cường năng lực quản trị công, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, phát triển nghề cá bền vững, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, trên cơ sở ghi nhận những kết quả và nỗ lực đạt được của Việt Nam trong phòng chống EUU. Đề nghị đại diện cấp cao EU thúc đẩy các nước phát triển còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam-EU để đưa hợp tác kinh tế song phương phát triển tương xứng với tiềm năng của cả hai bên và cũng đề nghị EU hỗ trợ tối đa tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực để Việt Nam triển khai hiệu quả thỏa thuận trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, trong đó hỗ trợ Việt Nam thiết lập thị trường chứng chỉ carbon có kết nối với thị trường quốc tế và triển khai các dự án hydrogen xanh. Việt Nam hoan nghênh EU đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thông qua triển khai một số sáng kiến chiến lược và các sáng kiến khác, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa EU và khu vực. Thời gian qua, Việt Nam tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác như sáng kiến cửa ngõ toàn cầu của EU, góp phần thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, chuyển đổi năng lượng. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét tham gia các chương trình, dự án trong khuôn khổ sáng kiến này, phù hợp với các ưu tiên, năng lực và thực tiễn ở Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược EU và ASEAN. Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình ở Biển Đông. Bộ trưởng bày tỏ lo ngại khi tình hình Biển Đông thời gian qua diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng quốc tế. Tôi đề nghị EU tiếp tục thể hiện lập trường ủng hộ quyền và lợi ích trên biển hợp pháp,
của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như thể hiện tại Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 mà các nước ven Biển Đông là thành viên. Tại cuộc họp báo, ông Borrell khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU, là quốc gia Đông Nam Á đang có nhiều thỏa thuận nhất với EU. Ông đã trao đổi với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vấn đề thực thi đầy đủ EVFTA, thực hiện cam kết của Việt Nam để trở thành quốc gia phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hai bên trao đổi về việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết và triển khai các nội dung trong cơ chế hợp tác này. Điều quan trọng hiện nay là phải đẩy nhanh quá trình xác định các dự án ưu tiên và vấn đề cải cách pháp lý. Đại diện cấp cao EU cho biết, hai bên trao đổi về tình hình quốc tế, cuộc xung đột Nga-Ukraine thực hiện một luật pháp quốc tế ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm khu vực Trung Đông, giải Gaza, Biển Đông. EU có lợi ích thương mại trên vùng biển này khi 38% hàng hóa nhập khẩu và 22% hàng hóa xuất khẩu của EU đi qua khu vực. Ông nói, bất cứ một sự cố căng thẳng gì xảy ra ở khu vực này đều có thể ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của chúng tôi về kinh tế thương mại tại đây. Ông đánh giá cao việc Việt Nam đối thoại với các nước liên quan như Indo, Philippines về các vấn đề trong khu vực. EU có thể trở thành nhân tố hỗ trợ thông minh cho vấn đề hòa bình và an ninh tại khu vực này. Ông khẳng định, ông đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Tôi mong muốn chuyến thăm lần này sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ giữa hai bên, sau đó là quyết định triển khai những nỗ lực hợp tác, trao đổi về xúc tiến, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Như vậy có thể thấy, lý do Liên minh châu Âu muốn nâng cấp quan hệ lên chiến lược toàn diện với Việt Nam bởi hiện tại Việt Nam đang là một đối tác quan trọng của EU, là quốc gia Đông Nam Á đang có nhiều thỏa thuận nhất với EU. Một cách tự nhiên, khi hai bên có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và mạnh mẽ về kinh tế, quan hệ song phương phát triển nhanh chóng thì cần công nhận thực tế đó, cũng như cần thúc đẩy việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương. Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam-EU 30 năm qua, có thể nhận thấy EU với 27 quốc gia thành viên hiện nay luôn là một trong những đối tác quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990 giữa Việt Nam và EU, khi đó là cộng đồng châu Âu với 12 quốc gia thành viên ở Tây Âu, là sự kiện quan trọng đánh dấu việc nước ta bắt đầu thoát khỏi sự bao vây cấm vận của các nước phương Tây. Quan hệ hợp tác Việt Nam-EU được khởi đầu trên các vấn đề nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp đó dẫn đến các việc ký kết hiệp định về hợp tác giữa hai bên FTA vào tháng 7 năm 1995. Từ đó, EU đồng hành với Việt Nam trong suốt thời kỳ bắt đầu trong công cuộc hội nhập, thúc đẩy, thử thách với nhiều hoạt động hỗ trợ quan trọng. Một lý do quan trọng hơn là châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên bản đồ địa chính trị thế giới. Không chỉ Mỹ mà ngay cả EU cũng đang cần đưa ra cách tiếp cận mới của khu vực này, trong đó bao gồm có Việt Nam. Một dự báo cho thấy đến năm 2040, có thể GDP của khu vực này sẽ chiếm tới 50% của toàn cầu, khi mà Trung Quốc và cả ASEAN đều vẫn đang vào trong những thời điểm vàng để phát triển. Những con số đó khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là đầu tàu của nền kinh tế thế giới ở hiện tại và cả trong tương lai. Chính sức mạnh từ sự bùng nổ kinh tế đó đang đem lại cho châu Á-Thái Bình Dương một vị thế lớn hơn trên bản đồ chính trị thế giới. Giờ đây, các quốc gia trong khu vực đã vươn tầm ảnh hưởng đến những nơi xa nhất của thế giới. Trung Quốc đang là đối tác lớn nhất của châu Phi và không ngừng gia tăng ảnh hưởng ở cả Nam Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam cũng đang phát ra tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề khu vực và thế giới. ASEAN với tư cách là tổ chức khu vực đã trở thành đối tác lớn của tất cả các cường quốc trên thế giới. Sự lớn mạnh dĩ nhiên cũng đem đến nhiều vấn đề hơn từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến cho các đối tác của họ phải quan tâm đến. Sau Mỹ, đến lượt các quốc gia châu Âu cũng đang cho thấy những thay đổi trong chính sách tiếp cận của mình. Đây là một xu thế tất yếu khi mà châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng quan trọng hơn đối với châu Âu trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-EU ngày càng xa cách. Rõ ràng, đã đến lúc EU cũng cần đưa ra tiếng nói của mình đối với những vấn đề nóng hổi đang xảy ra ở khu vực phát triển năng động nhất thế giới này. Một động thái quan trọng cho cái gọi là chiến lược mới với khu vực của EU là việc họ mở rộng mối quan hệ với các đối tác khác ngoài Trung Quốc trong khu vực.
châu Âu muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, hiện đã là đối tác thương mại lớn nhất của họ. Trong cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy, tình trạng phụ thuộc vào Trung Quốc có thể dẫn đến tắc nghẽn cả những hàng hóa thiết yếu như thiết bị y tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chống dịch của EU. Các tài liệu chiến lược mới của cả Đức và Hà Lan đều đề cập cụ thể đến Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và một số nước ASEAN như những đối tác thương mại thay thế cho Trung Quốc. Tuy mối quan hệ giữa EU với Mỹ đã tăng cường hơn sau khi Nga phát động chiến tranh với Ukraine, nhưng các quốc gia EU cũng không muốn phụ thuộc vào Mỹ để bảo vệ lợi ích cũng như gia tăng ảnh hưởng của mình. Trong những năm qua, các nước EU đã có những động thái rất cụ thể. Trong hai năm 2019-2020, Nghị viện EU đã liên tiếp thông qua những hiệp định thương mại tự do FTA riêng lẻ với hai đối tác mới trong khu vực là Singapore và Việt Nam. Đây được coi là động thái cụ thể nhất của EU trong việc mở rộng giò hàng của mình, bởi trước đây họ chỉ duy trì những FTA với hai đối tác truyền thống lớn là Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau FTA với Việt Nam, EU được cho là đang tiến tới những hiệp định tương tự với các đối tác lớn khác như Indonesia hay Ấn Độ. Trong khi đó, một FTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc, vẫn chưa được xét đến cho dù đối tác này đã nhiều lần thể hiện mong muốn. Việc mở rộng hợp tác thương mại với các quốc gia lân cận sẽ giúp EU vừa đáp ứng được nhu cầu về tăng trưởng, vừa giúp EU có thêm đối trọng trong quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Vâng, đó là về mặt kinh tế, còn về mặt địa chính trị thì như thế nào? Như trong bài báo đã nêu, EU có lợi ích thương mại trên khu vực Biển Đông khi 38% hàng nhập khẩu và 22% hàng xuất khẩu của EU đi qua khu vực. Bất cứ một sự cố, căng thẳng gì xảy ra ở khu vực này đều có thể ảnh hưởng và ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của EU về kinh tế, thương mại. Như vậy, khi hợp tác kinh tế kết hợp sự ủng hộ về mặt ngoại giao thì EU có cùng tiếng nói chung với Việt Nam về vấn đề Biển Đông sẽ gián tiếp giữ sự ổn định, hòa bình ở khu vực này. Điều này giúp cho nền kinh tế của cả EU và Việt Nam đều giữ được sự phát triển ổn định. Những kết quả mà hợp tác song phương giữa Việt Nam và EU đạt được phải kể đến từ kết quả mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, viết tắt là EVFTA, mang lại. EU là thị trường tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản. Dù EU là thị trường khó tính, yêu cầu cao, nhưng với Hiệp định EVFTA, con đường đưa hàng Việt Nam vào thị trường gồm 27 quốc gia thành viên này đã thuận lợi hơn trước. Sau 3 năm thực thi EVFTA từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, Việt Nam đã xuất sang EU số hàng hóa giá trị lên gần 128 tỷ USD. Liên minh EU là một trong những thị trường tiềm năng đối với nông sản Việt Nam. Năm 2022 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt 46,83 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước, chiếm 12,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Đặc biệt là mặt hàng gạo vốn không phải là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang EU, nhưng cũng có kim ngạch tăng trưởng đều trong những năm gần đây. Theo cam kết tại EVFTA, EU dành hạn ngạch 80.000 tấn gạo được hưởng mức thuế quan ưu đãi cho Việt Nam mỗi năm. Năm 2022, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đã vượt hạn ngạch đạt tới 94.510 tấn. Sau khi EVFTA đi vào thực thi, Việt Nam đã vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và đứng thứ 11 trong số các nước cung ứng hàng hóa lớn vào liên minh này. Đồng thời, EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của các quốc gia thành viên EU vào Việt Nam đạt 27,8 tỷ USD. Trong 2.308 dự án, đạt 6% tổng vốn đầu tư FDI đăng ký vào Việt Nam, đưa EU lên vị trí thứ 6 đối tác đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam. Việt Nam đã tiếp nhận được nguồn đầu tư chất lượng cao từ EU với những dự án có công nghệ tiên tiến, tạo ra những giá trị và lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, nếu quan hệ Việt Nam-EU được nâng cấp lên thành quan hệ chiến lược toàn diện, bên cạnh những thuận lợi, cũng có những khó khăn nhất định trong quan hệ kinh tế. Ví dụ như sự khắt khe của thị trường EU với nhiều tiêu chuẩn mới, đòi hỏi cao hơn về kỹ thuật, môi trường, vệ sinh an toàn, bảo vệ quyền người lao động, cùng với chính sách bảo hộ nông nghiệp, hay việc EU tập trung vực dậy thị trường nội khối, thắt chặt chi tiêu và hạn chế đầu tư ra bên ngoài, sẽ có những tác động nhất định đến việc thu hút dòng đầu tư chất lượng cao của Việt Nam. Mặc dù hợp tác phát triển giữa Việt Nam và EU đến nay về cơ bản là ổn định,
nhưng những năm tới, EU có thể điều chỉnh chính sách hợp tác phát triển với Việt Nam, lồng ghép nhiều hơn nữa các điều kiện tiếp nhận viện trợ phát triển chính thức. Điều này điều chỉnh nhóm nước ưu tiên sang khu vực các nước Bắc Phi. Thêm vào đó, do Việt Nam đã vượt lên nằm trong nhóm nước có thu nhập trung bình, nên chính sách của EU sẽ hướng đến các lĩnh vực phát triển khác như biến đổi khí hậu, phát triển năng lực bền vững, tăng cường thể chế. Đặc biệt, điều mà EU nhắm đến không chỉ là Việt Nam mà còn là cả ASEAN. Nhưng để thâm nhập vào thị trường ASEAN, bước đầu tiên là chinh phục được Việt Nam. Có một quan hệ tốt đẹp với Việt Nam bởi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của ASEAN. Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có tất cả các trụ cột hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh với EU. Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt đưa ra nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng cường liên kết nội và ngoại khối. Vậy nên ngay sau đó, Việt Nam đã đồng ý sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với khu vực, trong đó có việc thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU và triển khai kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023-2027. Còn về mặt an ninh chính trị, sự hiện diện của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không rõ ràng và mạnh mẽ như ở các lĩnh vực kinh tế. Chính vì vậy, tiếng nói của EU trong các vấn đề xung đột hiện nay chưa có nhiều tác động sâu sắc. Chính vì vậy, Việt Nam cũng đã xác định rõ tầm ảnh hưởng của EU trong các vấn đề này và tận dụng vị thế trung gian và quan điểm ủng hộ hòa bình và luật pháp quốc tế của EU. Đại diện cấp cao Borrell khẳng định, EU ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC thực chất hiệu quả. EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hiện có thể thúc đẩy hợp tác hai bên trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, khẳng định sẽ thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn EVIPA để tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên. Vâng, có thể thấy, quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian tới cũng phụ thuộc vào sự phát triển của EU. Chính vì vậy, những khó khăn gần đây trong nội khối EU như khủng hoảng về di cư, xu thế dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, việc nước Anh rời khỏi EU cũng có những tác động nhất định đến việc thu hút quan hệ giữa hai bên. Nếu EU tiếp tục phát triển theo hướng nhất thể hóa, trở thành một chủ thể thống nhất trên tất cả các lĩnh vực, có tiếng nói trọng lượng hơn trên trường quốc tế, sẽ góp phần mạnh mẽ vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình và ổn định châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Một điều cho thấy rằng, Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những đối tác được hưởng lợi từ sự lớn mạnh của EU. Có thể thấy, việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng khi các cường quốc đang nỗ lực giành lấy ưu thế toàn cầu. Việc Việt Nam hợp tác với các liên minh quốc tế không chỉ giúp đa dạng hóa ngoại giao, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho cả hai bên, giảm bớt sự phụ thuộc vào các cường quốc lớn. Việc đại diện EU đích thân sang Việt Nam để đề xuất nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đó là một minh chứng hùng hồn cho thấy vị thế vượt trội của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh sự công nhận của các quốc gia châu Âu đối với tầm quan trọng của Việt Nam, mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại giao. Qua sự kiện này thì chúng ta có thể khẳng định, Việt Nam hiện là một đối tác kinh tế chiến lược và đáng tin cậy, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, môi trường đầu tư hấp dẫn và chính sách kinh tế mở cửa. Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. EU đã nhận rõ ra rằng việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, công nghệ và năng lượng tái tạo. Còn về phía Việt Nam đã chứng tỏ mình là một quốc gia có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, là một thành viên tích cực của ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và phát triển bền vững. EU với mục tiêu là tăng cường hợp tác đa phương với Việt Nam, họ thấy rõ giá trị của việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chúng ta ra sao. Với chính sách đối ngoại linh hoạt và đa dạng của Việt Nam thì đã tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Có thể thấy, Việt Nam chúng ta trong những năm vừa qua đã duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia,
từ các cường quốc đến các nước đang phát triển, qua đó thể hiện rõ cam kết của mình đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Chính vì vậy, EU nhận thấy rằng Việt Nam là một đối tác tin cậy và có tầm ảnh hưởng trong việc định hình chính sách khu vực này. Cuối cùng, sự hiện diện của EU gồm 27 nước tại Việt Nam để đề xuất nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đó còn là một trong những sự công nhận đối với những nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Từ việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy quyền con người đến việc tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững, Việt Nam đã chứng minh rằng mình là một quốc gia có trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế. Nói tóm lại, việc EU đích thân sang Việt Nam để đề xuất nâng cấp mối quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện là một minh chứng rõ ràng cho thấy vị thế đỉnh cao của Việt Nam. Điều này không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới mà còn khẳng định sự công nhận của thế giới đối với những thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong suốt những chặng đường vừa qua. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề EU muốn nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam chúng ta như thế nào? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!